Công an huyện Văn Bàn đang triển khai đợt cao điểm cấp căn cước công dân gắn chip điện tử. Đợt cao điểm này sẽ kéo dài tới ngày 21 tháng 6. Hiện đang là cao điểm cấp vét căn cước công dân. Công an huyện Văn Bàn tiếp tục phân công các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ lưu động tới các xã. Đặc biệt quan tâm tới người già, học sinh cuối cấp và lao động đi làm ăn xa, nay trở về địa phương. Theo thống kê, Văn Bàn còn hơn 4.000 người trong độ tuổi chưa làm căn cước công dân. Huyện đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ việc làm thẻ căn cước công dân là quyền lợi và nghĩa vụ để đảm bảo các chế độ chính sách liên quan. Sự chủ động của mỗi người dân sẽ góp phần giảm bớt áp lực và chi phí cho lực lượng chức năng.